Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HTPhotoshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta tạo ra một cái hình HDR, HDR. Thì trước tiên thì phải nói rõ một vấn đề là HDR không có phải là một cái hiệu ứng như chúng ta vẫn nghĩ, mà thực tế nó là một cái định nghĩa gọi là Dynamic Range, High Dynamic Range, viết tắt HDR đó. Thì dynamic range đại khái là cái trường độ điểm ảnh và cái trường độ ảnh làm sao cho chi tiết nó lên đồng đều, và tất cả khu vực vùng tối vùng sáng thì chi tiết nó cũng lên đều cả. Thì cái vấn đề ở đây là gì, khi cái máy chụp hình của chúng ta á, thì nó tùy máy thôi. Có máy thì dynamic range nó cao thì không vấn đề gì, nhưng mà cũng có những máy dynamic range nó rất là thấp, nên là tùy chất lượng. Ví dụ như là ở cái cảm biến của thằng Sony và Nikon thì cái dynamic range rất cao, thành ra là cái khác biệt giữa vùng tối và vùng sáng của cái pixel á, nó rất là rõ đó. Nhưng mà còn như kiểu Canon á, thì cái dynamic range của nó thấp. Thì một một cái ví dụ cho các bạn dễ thấy nhất là cái vùng chi tiết của da. Chúng ta hay nói là ở Canon chụp ảnh chân dung rất là đẹp, và Nikon và Sony thì chụp ảnh chân dung lên nhìn nó rất là gắt đó. Thì cái đó là một trong những cái thể hiện của dynamic range, tại vì cái cảm biến của Canon á, cái dynamic range nó rất là thấp, thành ra cái chi tiết ở vùng tối và vùng sáng nó lên không có đều, nó lên không có nổi bật hết, thành ra là các bạn nhìn ra nó sẽ rất là phẳng phiu. Đó, nó rất là phẳng phiu, nó dễ nhìn, nó nịnh mắt hơn. Còn như kiểu thằng Nikon hoặc Sony ấy, thì cái dynamic range nó quá cao, nó cao thành ra là các bạn sẽ thấy rõ, rất rõ những cái từng cái chi tiết một trên da, và từ đó nhìn cái da của chúng ta nó sẽ không được đẹp. Đấy, ở đây không được đẹp thì tất nhiên mình tùy chúng ta hậu kỳ nữa, nhưng mà đang nói ảnh gốc thôi ha. Thì đây cái vấn đề đây là khi chúng ta cần in ảnh chẳng hạn, thế ta làm những cái ảnh mà nó chất lượng cao, ví dụ như là ảnh chân dung quảng cáo, hoặc là ảnh cưới, hoặc là ảnh phong cảnh để bán, hoặc là ảnh để in chẳng hạn. Thế thì vấn đề in á, thì nó hình chúng ta nó càng nhiều chi tiết thì nó càng đẹp, cam đoan luôn. Thành ra là đây những cái về cái giới hạn của máy, cho nên là chúng ta có một cái Adobe nó hỗ trợ chúng ta ghép những tấm ảnh lại với nhau để chúng ta có cái hiệu ứng cuối cùng là chúng ta có đầy đủ chi tiết ở vùng sáng và vùng tối. Thì là ý tưởng là như thế này, chúng ta sẽ khi mà đi chụp hình á, ví dụ như là chụp hình phong cảnh là thế, ở đây mình đang sử dụng ảnh của anh Thanh Tùng Photo, là anh mà in ảnh canvas á, thì chuyên in mà ông đi chụp nữa, ông là một nhiếp ảnh gia rất là có tiếng, thành ra là ông có những đi chụp cái này và mình mượn stock của ông. Thì đây cái ý tưởng đây là các bạn có thể thấy là đây mình có từng cái shot như thế, mình sẽ có ba tấm ảnh, ba tấm ảnh này sẽ có độ trinh sáng rất là khác nhau. Ví dụ như ở đây, hình này là trung bình này, hình này tối và hình này sáng. Thì tại sao lại phải làm như thế? Ý tưởng ở đây là chúng ta ghép ba tấm ảnh này lại, và cái hình hình sáng như thế này, đây cái hình sáng này này là để chúng ta lấy những cái chi tiết ở vùng tối, hình sáng để lấy chi tiết vùng tối. Ví dụ như là ở những cái chân ngọn cỏ này chẳng hạn, thế đó, chân ngọn cỏ này đó, nhưng mà bù lại thì bầu trời nó cháy nét luôn. Còn sau đó là hình tối để chúng ta lấy chi tiết ở vùng sáng, các bạn có thể thấy là ở cái khu vực bầu trời này này đó, các bạn quay lại đó, ở đây là nó nét bánh hết. Thì ở đây có cái vùng trời này nó kéo lại, và chúng ta có một tấm hình trung bình, nó vừa có cái này vừa có cái kia, nhưng mà nó chẳng thiên về cái nào cả, tất nhiên nó trung bình mà. Hình tức là đây là cái hình bình thường chúng ta chụp này, sau đó các bạn sẽ chụp thêm một tấm nữa tối, và chụp thêm một tấm nữa sáng. Thì cái khoảng cách của cái vấn đề sáng và tối á, thì nó cũng sẽ có cái vấn đề, nghĩa là tối đa các bạn chỉ nên những cái bức hình như thế nó chỉ chênh nhau khoảng 2 bức sáng thôi, 2 EV. Thì ở trên những cái máy của các bạn, trên máy Nikon hoặc Sony á, thì hình như Canon cũng có, là nó sẽ có một cái gọi là bracketing, bracketing, chụp bracketing nghĩa là nó cho chúng ta chọn cái vùng sáng sẽ cho ok, chọn cái level sáng mà chúng ta muốn, thì mặc định chúng ta sẽ xét làm sao ta chụp một cái tấm hình mà chúng ta nhìn cảm thấy nó vừa nhất có thể, ha, vừa nhất có thể, và tự động máy nó sẽ chỉnh tăng lên 2 EV, giảm 2 EV, hoặc là tăng lên 1 EV và giảm lên 1 EV. Thì để chúng ta có được ba cái tấm hình kiểu như này, tất nhiên là chúng ta phải sử dụng chân máy rồi, tại vì chúng ta sử dụng chúng ta chụp ba tấm, là chụp ba tấm cùng một góc độ, cùng một thời điểm, thành ra là cứ phải có chân máy thì nó mới ok được. Như đây là một cái shot hình khác này, đó đây là tấm hình trung bình này, đó các bạn có thể thấy là tạm tạm ổn, nhưng mà vấn đề trên trời nó cũng chẳng có rõ lắm.
nhưng mà vùng tối vùng sáng ta có thể tạm thời thấy được chi tiết. Tiếp theo là cái hình tối đó, ta có thể thấy là ở khu vực sáng này này ta thấy rõ hết luôn mây trời các kiểu, và một cái hình sáng sáng bừng lên đó thì có thể thấy là ở đó những khu vực cây chân ngọn cỏ này nó sẽ rất là đều nhau. Thì đây sau khi mà chúng ta đã có rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi động Photoshop. Chúng ta sẽ có ba tấm hình như thế ha, các bạn đi chụp là chụp ba tấm hình kiểu như thế. À, nếu như máy các bạn mà không tìm ra cái bracketing đó thì đơn giản lắm, chúng ta cứ chụp một tấm cho sao cho nó vừa đúng sáng ha, sau đó chúng ta có thể là giảm tốc đi chút xíu hoặc là giảm giảm cái khẩu độ đi chút xíu để chụp một tấm hình sáng, và sau đó chúng ta lại tăng tốc lên và tăng khẩu lên để ta chụp thêm tấm hình tối, tất nhiên là nó vừa đủ thôi, tại vì quá high vi thì nó sẽ xuất hiện một cái hiệu ứng mà lát nữa mình sẽ nói ha. Và tất nhiên là cái hiệu ứng kiểu như này á, sử dụng rất là tốt cho những cái bức hình mà như mình nói đó, hình phong cảnh này, hình nội thất chạy thế, hình chụp nhà cửa rồi các kiểu, tất cả những cái hình hình mà nó không có di chuyển quá là nhiều tại vì chúng ta phải cắm chân máy chúng ta chụp. Rồi ở đây mình sẽ vào file và chọn Automate và chọn là Merge to HDR Pro, thì chúng ta chọn Browse. Ở đây thì mình sẽ chọn HDR đây. Mình sẽ lấy ba tấm hình này ha, ba tấm hình ở cùng một shot, cùng một góc độ và chỉ có chênh nhau độ sáng thôi, và chúng ta click OK. Sau đó chúng ta chọn là Attempt to automatically align short image. Thì lại thể thấy là đây này, cái tích này đây nó sẽ tự động nó căn chỉnh lại làm sao cho cái những cái hình chúng ta nó đỡ bị lệch nhau nhất có thể, nó tự động nó căn chỉnh luôn. Như các bạn thể thấy là đây cái hình của chúng ta nó hơi lệch đi chút xíu. Các bạn thể thấy là cái cây nó đây, cái shot buổi tối này cái cây nó hơi cao hơn chút xíu, đó là tại vì hơi bị rung. Nếu vấn đề gì Photoshop nó hỗ trợ chúng ta cái này rồi thì automatic align thôi, auto align vậy thôi, click OK. Thì đây sau khi bấm OK rồi thì Photoshop nó sẽ tự động nó chạy rất là đơn giản rồi đúng không? Thì cũng theo đúng cái nguyên tắc như nãy mình nói đó, nó sẽ tự động nó lấy cái EV thấp hơn để nó bù vào phần phần cháy sáng và EV cao. Đây các bạn thể thấy này, những cái hình này thì đang xảy ra với hiện tượng là EV cộng 1 này, EV 0 và EV trừ 3, nghĩa là cái vùng tối nó đang bị tối quá hơn là 2 EV, thành ra là chúng ta sẽ bị một cái hiện tượng nó kiểu như thế này. Đấy, khá là mình sẽ nó bị quá rồi thì có thể là mình sẽ sử dụng file RAW của nó luôn, và file đâu là Automate và chọn là Merge HDR Pro, nó là 2189, mình sẽ sử dụng luôn cái file RAW của nó luôn. Đây, 3 file RAW và click OK thì tự động nó sẽ chạy thôi, rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta hay bị nhầm lẫn cái vấn đề là HDR nó là một cái hiệu ứng mà nó gắt gắt hình lên, nó gai gai hình lên, thực tế nó không phải ha. Nhưng mà nguyên tắc thì nó giống y chang kiểu như thế đó, là toàn bộ chi tiết nó lên hết, nhưng mà nó lên không có nghĩa là nó bị gắt kiểu như thế, nó bị gắt kiểu như thế nó giống như là bị lỗi đó. Đó thì đây chúng ta có một cái hình OK hơn. Các bạn có thể chọn là 32 bit hoặc là 16 bit. 32 bit thì khá là phù hợp cho chúng ta là sau khi chúng ta làm xong rồi thì complete tuning. Đó thì các bạn tích vào đây thì khi chúng ta click tune in SCR thì nó sẽ ra là camera raw. Hoặc là các bạn muốn chỉnh trên Photoshop chúng ta chỉnh 16 bit. Tuy nhiên là đây mình nghĩ là để 32 bit và complete tuning với camera raw để chúng ta có cái chất lượng cao nhất có thể. 32 bit ha, thì bit màu nó sẽ cao hơn. Remove Ghost thì nó sẽ nếu như nó bị chênh lệch nhiều quá, cái hình của ta bị chênh nhau chênh vị trí chẳng hạn, thế như ở đây để cái nền nó sình như này này thì có thể là ở cái shot 1, shot 2 ta nó hơi bị lệch nhau chút xíu, thì chúng ta chọn cái Remove Ghost nó sẽ đỡ hơn. Rồi chúng ta click Turn in SCR và sau khi chúng ta click xong thì tự động nó sẽ mở cái camera raw lên kèm theo cái hình này. À, camera raw bật lên em. Ê. Rồi, nó sẽ bật camera raw lên. Khá là đơn giản đúng không? Thực tế là tạo HDR nó không có gì khó. Tuy nhiên là tại vì nhiều bạn làm là hơi sai ý tưởng chút xíu. Rồi, OK đây. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy một cái đặc điểm là ví dụ như là một cái hình raw các bạn mở lên thì cộng tối đa là 5. Ha, cộng tối đa lúc nào cũng là 5. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể kéo lên 10, nghĩa là cái mức độ của chúng ta bây giờ cái trường độ 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 sâu màu chi tiết màu nó sẽ lên rất là cao rồi. Ở đây sẽ để không tăng contrast
giảm highlight đi chút xíu, tăng shadow lên để ta thấy chi tiết, chúng ta đang muốn thấy chi tiết mà. Và thì giảm tối đi chút xíu và click vibrant clarity lên, màu sắc lên chút xíu nữa, shadow black đang hơi nhiều black, mình sẽ kéo black lên để cho nó sáng hơn. Và white ok. Rồi đây các bạn sẽ thấy một cái ví dụ mà mình muốn nói tới, vấn đề là khi chúng ta bị chênh sáng quá nhiều. Như hồi nãy các bạn có thể thấy là ở cái hình này bây giờ chúng ta đã có một cái hình cực kỳ đẹp và chỉ đơn giản là chỉnh một tí xíu à. Nhưng mà cái vấn đề là khi chúng ta làm chênh chênh nhau quá nhiều EV thì nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng này. Đó, nó bị hollow, nó mình cũng không biết nó bị, nhưng mà đại khái là cái màu của nó, khu vực sáng và tối nó bị chênh nhau thì nó sẽ gần giống như là bị hỏng hình vậy đó. Thành ra là làm như làm cái hình HDR này thì trong quá trình chụp chúng ta phải để ý rất là kỹ, và chúng ta phải đảm bảo là nó chỉ ở dao động trong khoảng cộng trừ 2 EV là tối đa rồi, đừng lên hơn 2 EV làm gì, dưới thôi, có thể là an toàn là một cộng trừ 1 EV chẳng hạn thế, hoặc là chúng ta mở rộng ra, nếu như cộng trừ 3 EV thì chúng ta sẽ sử dụng là hơn 3 hình. Chúng ta có thể sử dụng 4 hình, 4 hình, 5 hình, rồi 7 hình chẳng hạn thế. 7 hình thì cái hình trung tâm là cái hình đúng sáng. Thế thôi. Chúng ta càng có nhiều hình như thế thì cái khoảng trường độ chúng ta càng nhiều, và cái hình nó sẽ càng nó sẽ chi tiết hơn chứ nó không bị như thế này. À, cái này là cái file hình là của ông bị lỗi, có một file hình của ông là hoàn hảo hơn. Nhưng mà không lấy, mình muốn lấy cái này là ví dụ các bạn hiểu là ở khi mà bị chênh sáng quá nhiều thì nó sẽ bị như thế này. Đó, ok ha. Thì đây mới là HDR. Đã trừ cái lỗi ra, trừ cái lỗi ra. Nhưng mà vấn đề là các bạn có thể thấy là sau khi quá trình mình giải thích trong tutorial này rồi á, thì mình có nói tới một vấn đề là nhắc tới chụp cưới nhưng dùng HDR. Và các bạn có thể nhớ một vài cái studio người ta cũng làm HDR cho ảnh cưới. Tuy nhiên là một vấn đề ở trong hình cưới đó là cô dâu chú rể người ta không thể nào ngồi yên một chỗ và không động đậy trong vòng 3 shot hình. Cái đó tương đối khó và không biết phải chụp bao nhiêu tấm cho nó đủ cả. Thành ra có một cái kỹ thuật khác cao cấp hơn một chút xíu và nó cũng gần giống như HDR như thế này, nhưng mà nó mang tính manual hơn, nó đại khái là nó tùy chỉnh theo ý của mình hơn chứ nó không dùng máy như các bạn có thể thấy nãy giờ là Photoshop nó làm cho mình không ạ. Mình chỉ đơn giản là có cái số hình cuối cùng Photoshop nó đẩy ra thì mình chỉ chỉnh ở trên nó thôi, nhưng mà cái cách thứ hai của mình hướng dẫn các bạn thì hoàn toàn do tay mình làm hết. Ok được rồi, cái video đó mình sẽ sau video này, và đó chính là mình sẽ làm sau. Và đừng quên like, subscribe, share và cho mình biết ở cái tutorial sau nữa các bạn muốn mình làm về vấn đề gì ha. Được, like, subscribe, share ở đó rồi ha. Bye bye em, bye bye các bạn.